Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Một số bộ phim Trung Quốc không chỉnh chu trong khâu chế tác, mắc nhiều sạn nhỏ làm giảm giá trị của tác phẩm và khiến khán giả khó chịu. Tác phẩm của chàng là thể loại phim rất dễ dính phải lỗi hậu trường. Trong Hiên Viên Tiếm, Hán Chi Vân, Quan Hiểu Đồng có một cảnh tắm dưới nước. Vì phải đối mặt với khán giả nên không thể dùng người đầm thế, nữ diễn viên cũng không thể chấp nhận đóng cảnh đi quá giới hạn, vì vậy dù đang tắm, nhân vật của cô vẫn mặc đồ nhiều lớp. Trong Địch Nhân Kiệt, Rồng Biển Trỗi Dậy, Angelababy phải có một cảnh khoe thân, cụ thể là hở trọn phần lưng, nhưng nữ diễn viên không đồng ý, vì vậy đoàn làm phim phải nhờ một nam nghệ sĩ thay thế. Cuối cùng, Angelababy mình hạc xương mai nhưng có tấm lưng nổi cơ bắp, màu da nâu sạm. Khi khán giả nhận thấy chi tiết này thì cho rằng Angelababy không chuyên nghiệp, cảnh mặc yếm hở lưng không đến mức phải dùng diễn viên đóng thế. Cũng là cảnh hở lưng trong Sở Kiều Truyện, nhân vật của Lâm Canh Tân đánh nhau với thích khách khi cô gái gần như không mặc đồ. Đoàn làm phim cũng dùng nam nghệ sĩ thay thế, tuy nhiên họ chỉnh sửa không khéo làm lộ phần lưng săn chắc dễ dàng nhận ra của nam giới. Một số minh tinh dùng đồ bảo hộ bằng da trong cảnh tắm. Trong ảnh là Vương Tổ Hiền trong Thiếu Nữ Hồn và Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt, tuy nhiên những cảnh quay này chỉ quay thoáng qua. Bộ phim Võ Mị Nương Trường Kỳ do Phạm Băng Băng sản xuất và đóng phim có thể nói là tác phẩm truyền hình gây tiếng vang nhất năm 2014-2015. Tuy nhiên, phim cũng mắc phải vô số sạn hậu kỳ nhặt mãi không hết. Ví dụ trong cảnh quay này, Võ Mị Nương chịu nguy hiểm bị tấn công, nhưng sau đó vết dây lại nằm ở vị trí thấp hơn. Trong bộ phim Lập Đỉnh Ký mà TVB thực hiện năm 1998, nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy đóng vai Kiến Ninh Công Chúa nhưng lại mặc một chiếc váy tạm bợ, giơ tay lên làm lộ rõ sự thiếu chỉnh chu. Lỗi dễ mắc nhất trong các phim cổ trang là sự xuất hiện của những vật dụng hiện đại. Trong ảnh Chàng Húc Phượng của Hương Mật Tựa Khỏi Xương dùng điện thoại, Cà Long Ngô Kỳ Long ăn hamburger và tường nhà của Chân Hoàn Tôn Lệ đã gắn công tắc điện. Trong một tác phẩm khác, cô gái bị tra tấn ướt áo, nhưng đến cảnh quay ngay sau, áo của cô lại khô như chưa có gì xảy ra. Trong phim truyền hình Tay Súng có sự tham gia của La Tấn và Miêu Phố, nữ diễn viên Trương Tuệ thủ vai một sát thủ người Nhật. Người phụ nữ này là xạ thủ bách phát bách trúng, thế nhưng nếu nhìn kỹ, nữ diễn viên Trương Tuệ không biết những kỹ năng cơ bản của bắn súng và không hề nhắm bắn. Có lẽ là nhà sản xuất sợ súng cướp cò nên làm mọi cách để ngăn chặn tai nạn. Cô gái bị bắt làm con tin nhưng sợi dây trói khá lỏng lẻo. Khán giả cho rằng đạo diễn không muốn làm đau nữ diễn viên nhưng tạo nên sự phi lý trong cảnh quay phim. Trong ảnh cậu bé tha thiết gọi cha nhưng sự thật cổng không hề bị khóa. Có lẽ trong lúc đau thương bé đã không chú ý nhưng khán giả lại rất tinh mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.